khí Quang Đông xin chào toàn thể các bác nhé. Thì hôm nay nhân tiện em làm cái mái lợp ngói Hạ Long, ngói 22 viên 1 mét, dạng mái trượt 2 vế, không đổ trượt. Thì em chia sẻ với lại toàn thể anh em một chút kinh nghiệm của em, để anh em nào va vào cái dạng mái như này thì vào xem và tham khảo. Thì trước tiên mà để mà làm được cái dạng mái như thế này thì là thực chất ra thì cái mái này nó cũng đơn giản thôi các bác nhé. Thì là đầu tiên thì khi mà để mà gặp vào cái dạng mái như thế này thì anh em thiết kế thì đầu tiên thì anh em làm cho mình hai cái chuột này, hai cái vị kèo này nhé, hai cái kèo dẫn ở mình gọi là cái kèo giả, ốp vào cái thành tường chạy thẳng xuống dưới đấy. Đầu tiên là phải làm như thế. Đó. Sau khi anh em hàn được xong hai cái thanh ốp vào tường ấy, thì anh em hàn cho mình cái cây ở dưới kia, điểm ở dưới kia, để lấy cái mặt phẳng của nó, cân nước để lấy cái mặt phẳng của nó, sau đó là cân nước của cái mặt phẳng trên nóc để lấy nóc. Khi mà lấy được nóc rồi đây thì anh em chống một cái cột vào cái nóc để nhằm mục đích là giữ hãm, làm cái kèo giữa. Đấy, cái kèo giữa thì mình thiết kế như này, được thiết kế bằng một cái kèo đôi, hộp 40-80 ly 8, và móc ngói thì mình dùng cái hộp 40-40 ly 4. Cột chống được thiết kế như thế này. Thì để mình thi công tiếp cái phần bên cạnh kia rồi là mình quay tổng thể cái mái cho anh em xem nhé. Anh em nhé, sau một thời gian thi công thì cuối cùng mình cũng đã thi công xong mái. Tổng mất 4 công hai anh em làm. Chỉ là mất 4 công làm là 2 ngày. Hai anh em làm thôi nhé. Cái mái này thì nó đơn giản, làm nó nhanh. Chắc là anh em thì cũng đều thi công như mình hết cả thôi, vì là nó đơn giản mà. Nó phức tạp mỗi cái là hai cái đầu rìa người ta không đổ trượt ấy, thì là mình bắt buộc mình phải ốp cái gì, ốp cái sườn vào thôi. Khi ốp xong cái sườn thì làm nó cũng nhanh thôi, không có gì phức tạp cả. Đây nhé, hai bên sườn mình ốp cây 2550 ốp vào, xong rồi mình không cần thẳng trước đâu, mình ốp vào xong mình cứ thế mình dàn hàng, xong rồi mình dàn xong mình mới căn phẳng, mình mới cây kích mình căn phẳng. Đấy, thì căn phẳng xong rồi là thì mình chống hãm, còn để lại cho các bác thợ xây bác cái chèn ở bữa. Đây, ở đây ở nhà này, dạng nhà này nó phức tạp một cái điểm mình là nó là cái nhà ống, nó nhà là cái nhà ống mà trước người ta xây đây dạng như này. Đấy, người ta xây người chữ A người ta để sẵn đây, anh em mình dung như nhà bên cạnh này. Đấy, người ta xây người ta để sẵn như thế này rồi nên là giờ làm hơi khó một tí, phức tạp một tí. Nên đây mình thiết kế là đám này là một cái máng nó chưa về đây là chưa có, đây là mình đặt tạm viên ngói xem là phù hợp một cái máng không, thì ở đây là mình để một cái máng. Đấy. Đấy, thì là cái mái này thì đơn giản lắm các bạn ạ. Bước đầu nó cao thì mãi đầu làm thì công nhận là nhìn cũng khó mà cũng hãi, sau thi công xong thì cũng đỡ hãi rồi, khi dàn được sắt xong thì mình cũng đỡ hãi. Thì trên đây mình chia sẻ với các bạn một chút kinh nghiệm về cái dạng mái này để các bạn tham khảo nhé.